Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video thay mới camera máy ảnh của điện thoại Philips VK3500 tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là chọn bộ bảng main của máy và đây là phần camera của VK3500. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của VK3500, chụp mờ không lấy nét được, chụp lúc được lúc không, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn camera của VK3500, từ camera trước, camera sau đều có sẵn tại các địa chỉ của chúng tôi. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới camera máy ảnh của Philips VK3500, quý hàng vui lòng gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099 và truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại di động cao cấp.vn.